Xin chào các bạn. Thì tiếp theo video này mình sẽ hướng dẫn các bạn download cái một file APK nào đó. Thì cụ thể ở đây mình sẽ download file System UI. Đây là máy mình đang Chrome đã audit nên là chưa có file file Smally để mình mod các cái mod liên quan đến Smally. Ví dụ như cái tục này mình đang định thêm cái hình thêm cái biểu tượng chào theo ngày ở trên này, nhưng mà giờ cần phải mod cần phải download mới mod được cái đó. Thì đầu tiên các bạn nhấn vào cái link ở phía dưới video và tải cái tụt về. Đây mình sẽ mở tụt ra và làm theo tụt này. Đây biểu một tạo một thư mục bất kỳ, mở framework copy bot OAT và RT. Đây. Mình sẽ làm các bước này. Đầu tiên thì các bạn tạo một thư mục bất kỳ. Ở đây mình sẽ tạo thư mục đeo đất nhé. Bộ nhớ trong này. Tạo thư mục. Và mình sẽ tạo đeo đất. Và mình sẽ copy các file. Đây, vào rót này. System. Framework. OAT đâu ta, cái này là mình vừa làm vừa xem luôn ấy. Framework ARM này, đây các bạn vào theo đường dẫn framework ARM và copy hai cái file này ra. Này, copy sang cái đeo đất nhé. Sao chép. Ok. Ok, đây đã sang đeo đất. Và tiếp theo sẽ vào đường dẫn nữa. System pre-app. Và tìm những cái file mình cần đeo đất. Ở đây mình sẽ làm cái file MIUI System UI đấy. Và copy cái file này. Copy cái file này qua. Và các bạn copy nhé. Còn mình sẽ không. À để copy luôn. Sao chép này. Ok. Rồi tiếp theo vào MIUI này. OAT ARM64 và MIUI System UI trong ô đất này. Các bạn sao chép qua luôn nhé. Đây. Thì ở bên cái thư mục đeo đất này mình sẽ có bốn cái file như sau. Đó. Đây, sẽ có bốn file như này. Và sau đó các bạn mở cái APK tool này. Tìm đến thư mục đeo đất. Nhận vào đây. OAT hai đất for LPM này, đây các bạn chọn cái này nhé. Rồi đợi nó khá lâu đấy. Máy mình sắp hết pin như trong rồi, 76 GB. Trong lúc đang đợi nó đeo đất thì các bạn có thể thoát ra vào Facebook hoặc là mấy gì đó để vui vẻ
Ya eso, abate. Mình đang chạy khá lâu đấy nha các bạn. Rồi còn có gì vào ta? Vào thử cái app này xem. Kiếm mà tụi nào hay hay về một. Thì ngồi giờ mà ngồi đợi nó làm xong nó chạy xong thì hơi bị lâu ấy. Sao mà nó lắc quá. Đây thì cái phần này nó chạy khá lâu đấy nha các bạn. Đây, đã xong thì nó sẽ xuất hiện cái thứ mục ô đất và đất này. Đây, mình sẽ quay lại tụt và xem cái tụt như thế nào. Chép đè tất cả các file từ ô đất sang đất. Thì giờ mình nói như thế này luôn nhé, không cần phải làm theo cái tụt này đâu. Nếu là mình làm thành công mình sẽ sửa cái tụt này luôn. Đâu rồi cái tụt đâu rồi, các bạn làm theo video cứ làm theo mình thôi. Tụt này mình sẽ lập, mình sẽ sửa sau và đổi thêm tên. Đâu rồi, cái file mà nó đấy là nó sẽ có tên gì đó. Đây thì các bạn vào đeo đặt lại này, đeo đặt các bạn làm theo mình đó. Và đổi tên này lại đi, đổi tên cái miui.đất này. Nếu các bạn làm file của các bạn tên khác thì nó sẽ ra tên khác, nhưng cái đuôi nó chắc chắn là chấm đất nhé. Đây mình sẽ đổi thành cờ lạt sơ e sơ chấm đất. Đây sơ mình sẽ đổi tên như thế này và sau đó sẽ copy vào lại hệ thống. À không phải, copy vào vào cái system UI đây, miui.apk nhé. Các bạn vào đây và nhấn giữ này, sau đó kéo lên và chọn mở như zip. Đây thì nó sẽ không có cái class.dat này, các bạn sẽ copy cái này sang. Sao chép ok. Đây sẽ có thêm cái file này nhé. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ copy lại vào hệ thống.
out at Kopi Cafe này. Mình sẽ copy trực tiếp luôn. Copy file sau đó. Permission. Và xóa luôn cái OAT này. Rồi, liệu có thêm một con hay không? Đấy, vẫn được, nó vẫn lên là thành công rồi nhé. Thì bây giờ mình sẽ thử lại cho các bạn xem, mình sẽ để được cái file này. À, mình sẽ để có cái file này. À, bị cả tụi này. Thử để có ở đây luôn được không? Mình sẽ copy qua Africa tụt cho mình sẽ thử cho các bạn xem thôi. Nếu nó mình đã có mà nó vẫn ra file Smiley thì có nghĩa là đã có thành công. Đây. Ôi, đâu rồi ta? Hồi nãy mình lỡ mình copy qua à mình lỡ cắt qua rồi. Bây giờ mình sẽ copy lại. Đấy. Đây, bây giờ mình sẽ import cái file này. File này là mình vừa mới copy từ hệ thống ra lại nhé. Có nghĩa là file mình vừa download được. Đấy. Xong mình sẽ thử để con nó ra xem như thế nào. Nếu các bạn vừa làm như video của mình ấy và sau đó các bạn đại com ra mà có cái file Smiley, nghĩa là các bạn đã làm thành công. Thì cái này mình cũng mới làm lại. Hồi trước mình làm ở cái APK 6.0.1 kia nó lâu hơn như này nữa. Chờ 17 phút luôn ấy. Thì trước khi làm cái video này mình quay trực tiếp, quay live stream rồi làm một video hướng dẫn sau sẽ nhanh hơn. Tại vì bây giờ mình cũng mò lại thôi chứ cũng nhớ nổi. Đấy, đã có thành công. Đấy, bây giờ mình sẽ mở ra. Đó sẽ có file Smiley này. Đấy, nghĩa là mình đã download thành công. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ nhấn like và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.